Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gọi thợ sửa chữa, bảo dưỡng, điều hòa, máy giặt và các thiết bị điện khác trong gia đình của các bạn chỉ bằng một thao tác rất đơn giản qua ứng dụng. Ứng dụng có tên gọi là Home Service, sản phẩm được phát triển bởi công ty công trình Viettel các bạn nhé. Bạn nào chưa có ứng dụng thì vào khóa ứng dụng và tìm kiếm Home Service và tải về nhé. Ở đây có hai ứng dụng tên là Home Service, Home Service Partner dành cho nhân viên Viettel và Home Service dịch vụ tại nhà, các bạn chọn phần thứ hai nhé. Ở đây mình tải sẵn rồi, các bạn nhớ tải về và ấn vào nút mở. Đây là màn hình chính ứng dụng Home Service của mình. Các bạn chưa có tài khoản thì ấn vào phần di động và ấn vào đăng ký ngay nhé. Ở đây các bạn nhập tên, tuổi, số điện thoại, mật khẩu. Mật khẩu các bạn có thể nhập từ 1 đến 6, các mật khẩu đơn giản cũng đều được. Mã giới thiệu bạn nhập vào 441891 và ấn vào nút đăng ký nhé. Ở đây mình đã đăng ký sẵn rồi. Và khi nào các bạn đăng nhập thì các bạn bấm vào đây, ấn đăng nhập bằng OTP này. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại của các bạn. Ấn vào tiếp tục. Đây là màn hình sau khi mình đăng nhập. Chào Nguyễn Mạnh Nghĩa. Các dịch vụ gói lẻ bao gồm điện lạnh, điện dân dụng, hệ thống nước, pin mặt trời, máy tính an ninh, vân vân. Các dịch vụ gói lẻ với điện lạnh có bảo dưỡng các thiết bị điều hòa treo tường với loại 9.000 BTU đến 12.000 BTU, giá chỉ là 158.000 trên một máy, rất là rẻ đúng không ạ? Tháo lắp điều hòa treo tường. Tháo lắp điều hòa âm trần, vân vân. Rất là nhiều dịch vụ với điện dân dụng. Đa số là các thiết bị về máy giặt này, vệ sinh, máy lọc nước, lắp máy lọc nước, vân vân. Rất là nhiều dịch vụ cho các bạn lựa chọn nhé. Ví dụ ở đây các bạn bấm vào để gọi bảo dưỡng điều hòa treo tường, dịch vụ rất là hot hiện nay. Các bạn bấm vào xác nhận này. Ở đây các bạn chọn lịch nhé. Các ngày thường thì giá sẽ ưu đãi hơn là so với thứ bảy và chủ nhật. Địa chỉ, các bạn nhập địa chỉ của nhà mình nhé. Đó, rồi ấn tiếp tục này. Ở phần tìm thợ yêu thích, bạn đã dùng dịch vụ quen và thích một anh thợ nào đó có vẻ chuyên nghiệp thì các bạn nhập vào đây. Mã giảm giá thường xuất hiện trên các trang truyền thông của công ty công trình Viettel hoặc gửi tin nhắn cho một số những cái khách hàng thân thiết đang sử dụng các dịch vụ của Viettel các bạn nhé. Một người bán hàng, các bạn nhập mã nhân viên của mình giúp mình nhé. Ok. Và các bạn ấn vào xác nhận đặt lịch. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng đặt dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hồi lại trong vòng 60 phút. Ok. Thông thường trong vòng 60 phút sẽ có nhân viên phụ trách khu vực, địa chỉ các bạn nhập ở đây liên hệ với các bạn để hẹn lịch bảo dưỡng. Trong trường hợp các bạn thay đổi ý định, các bạn ấn vào nút hủy đơn hàng. Ví dụ vậy, rồi ấn vào xác nhận nhé. Đó, mình vừa hướng dẫn các bạn xong cách đặt lịch để gọi thợ sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện trong gia đình của các bạn rất là đơn giản. Các bạn không cần phải biết số ai, không cần phải quen biết ai cả. Cứ lên đây đặt lịch giống như việc taxi hay là xe ôm ngày xưa. Taxi, xe ôm truyền thống và bây giờ là các taxi, xe ôm công nghệ. Thì việc gọi thợ cũng y như vậy các bạn nhé. Rõ ràng, tiết kiệm và thuận tiện. Ok. Các bạn còn có những câu hỏi nào khác muốn đặt ra cho mình, vui lòng để lại phía dưới comment hoặc liên hệ trực tiếp với Nghĩa Viettel theo số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Nghĩa Viettel hỗ trợ tất cả các dịch vụ của Viettel như xây nhà trọn gói, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, đăng ký các gói khuyến mại trên sim đang dùng, lắp đặt internet truyền hình cáp quang Viettel, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện dân dụng trong gia đình của các bạn, vân vân. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.